Tập thể dục nhưng bụng vẫn nhiều mỡ, vậy đâu là lý do? Bạn chạy bộ, bơi lội nhưng vẫn không giảm được mỡ bụng. Người bạn nhỏ nhưng da vẫn lỏng lẻo, không săn chắc. Vậy thì khả năng cao là bạn thuộc dạng skinny fat. Skinny fat là gì? Một người sẽ có tạng người skinny fat khi họ có vẻ ngoài gầy gò, nhỏ người, nhưng thực chất bọc xung quanh cơ thể họ chủ yếu là mỡ. Dựa theo những con số thì họ có chỉ số khối cơ thể BMI thấp, nhưng phần trăm mỡ trong cơ thể là khá cao, với nam giới là trên 18% và nữ giới là trên 30%. Phần mỡ này sẽ tập trung nhiều ở phần bụng, đặc biệt là hai bên rìa bụng, phần ngực, tay sau. Nếu sau 30 tuổi, bạn có thể nhìn thấy da bị chảy xệ, thiếu săn chắc và kém thẩm mỹ. Nếu bạn nhỏ người nhưng bụng vẫn nhiều mỡ, bạn có thể tự kiểm tra nhanh mình có bị skinny fat hay không bằng cách véo mỡ ở phần tay sau. Nếu bạn dễ dàng véo được thì chắc hẳn bạn là tạng người skinny fat, vì chỉ mỡ mới véo được như vậy. Còn nếu bạn không véo được nhưng bạn cũng không gồng chắc tay sau của bạn được, thì bạn không những bị skinny fat mà còn bị mỡ sơ cứng. Đa phần người tập thể hình nói riêng hay những người tập luyện thể dục thể thao nói chung đều khá dị ứng với tạng người skinny fat, bởi vẻ ngoài lỏng lẻo, thiếu sức sống. Không những thế, do phần trăm mỡ trong cơ thể rất cao khiến dễ có nguy cơ mắc các bệnh về mỡ máu, tăng huyết áp và tiểu đường. Vậy tại sao bạn lại bị skinny fat? Đa phần những người bị skinny fat đều có tiền sử là ăn ít để giảm cân. Đúng là việc ăn ít làm giảm lượng calo có thể giúp bạn giảm cân, nhưng sau một khoảng thời gian, cơ thể sẽ tự điều chỉnh năng lượng tiêu hao thấp xuống và tích trữ năng lượng tăng lên. Nguyên do là bởi cơ thể hiểu rằng bạn đang trong tình trạng thiếu đói, phải tích trữ năng lượng phòng trường hợp khi đói thật. Kết quả là cơ thể bạn thiếu năng lượng để hoạt động, bạn lờ đờ mệt mỏi, nhưng mỡ vẫn dày thêm. Ngoài ra, những loại thực phẩm bạn chọn cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc tích mỡ. Những thực phẩm nhiều đường, tinh bột hấp thu nhanh như bánh ngọt, trà sữa sẽ đưa một lượng đường lớn vào máu, và khi không dùng hết, chúng sẽ tích thành mỡ. Nếu bạn bỏ qua rau củ và hoa quả chứa nhiều vitamin, các loại khoáng chất và axit béo, cơ thể cũng sẽ gặp khó khăn trong việc chuyển hóa năng lượng và điều tiết hormone, kết quả vẫn là tích mỡ. Lý do tiếp theo cũng chính là điều khiến nhiều bạn cảm thấy ấm ức khó chịu, đó là tập luyện thể dục thể thao mà vẫn bị béo bụng. Có điều là bạn chọn chuyên tập các môn thể dục thể thao dạng cardio, các bài tập tăng nhịp tim như đạp xe, chạy bộ hay bơi lội mà không chú ý đến các bài để phát triển cơ bắp. Phải nói là cardio rất tốt, nhưng cardio trong một khoảng thời gian dài mà không có các bài tập bổ trợ phát triển cơ sẽ dẫn đến mất cơ và dị hóa cơ bắp. Một cách hiểu là thay vì cơ thể bạn đốt mỡ thành năng lượng nuôi cơ thể, trong đó có cả cơ bắp, nó sẽ đốt luôn cơ bắp thành năng lượng để không phải nuôi nữa. Kết quả là bạn tập rất chăm nhưng người vẫn yếu là do vậy. Bây giờ phải khắc phục như thế nào? Việc đầu tiên là cần chỉnh lại chế độ ăn để tránh mất thêm cơ. Bạn nên ăn để duy trì cân nặng với đầy đủ protein trong khẩu phần. Sau 2-4 tuần cân nặng ổn định, lúc đó bạn có thể tính đến chuyện ăn kiêng để giảm cân. Mỗi một chế độ ăn kiêng sẽ có ưu điểm và nhược điểm khác nhau, phù hợp với từng tạng người riêng biệt. Tốt nhất bạn nên tham hỏi ý kiến của những người có kinh nghiệm để sắp xếp một chế độ ăn phù hợp. Thứ hai, hãy bắt đầu tập thể dục. Với các bạn đã tập luyện cardio trước đó, bạn đã có một nền tảng thể lực tương đối tốt để bắt đầu với các bài phát triển cơ bắp. Sắp xếp lịch tập với tạ bên cạnh những buổi tập cardio sẽ là tối ưu nhất. Việc hình thành cơ bắp cũng tăng nhu cầu năng lượng của cơ thể, bạn sẽ đốt mỡ nhiều hơn. Còn nếu bạn không thể đến phòng tập, các bài thiên về tính bộc phá của cơ thể cũng là những lựa chọn hữu ích. Bắt đầu ngay từ hôm nay và 3 tháng tới, bạn hãy cam kết và thực hiện chương trình thay đổi của mình. Chúc các bạn sớm thành công!